Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2. Khi quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam. Lê Ngọc có một hội luận trong những ngày cuối tuần với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên và Lê Ngọc đã có anh Duyên trên làn sóng của NVR. Xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý thính giả và chào Lê Ngọc. Have a nice weekend. Dạ vâng, Lê Ngọc cũng rất mong là tất cả quý vị thính giả của NVR và anh Duyên chúng ta đều có những cái ngày cuối tuần thoải mái bên cạnh những người thân thương, vừa vui vừa nhẹ nhàng sau những ngày mà chúng ta đã phải đi làm cực khổ. Và như vậy thì thưa với anh Lê Ngọc vừa mới nói với lại quý vị thính giả là trong những ngày cuối tuần hai anh em chúng tôi sẽ có một cái chương trình thảo luận gọi là những cái đề tài nổi bật trong tuần mà chính quý vị cũng có thể nhắn tin vào nếu mà quý vị có những cái vấn đề mà quý vị muốn đóng góp. Cái số điện thoại để mà quý vị có thể gọi vào 703-774-5406. Và đề tài mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị hai cái đề tài rất là sôi nổi nổi bật trong tuần này, đó là vấn đề Bắc Hàn và Mỹ, khi mà Tổng thống Donald Trump vừa mới đây ông đã nhận lời mời của Kim Jong-un để có một cái cuộc nói chuyện và một cái cuộc họp mặt vào tháng 5. Và cái vấn đề thứ hai mà luật sư Duyên cũng sẽ nhận định và phân tích thưa quý vị, đó là vấn đề lần này giữa Mỹ và Trung Quốc tại Á Châu trong cái vấn đề Biển Đông. Và như vậy thì hai cái vấn đề mà Lê Ngọc vừa mới đưa ra, luật sư Duy nghĩ là anh em của chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề Bắc Hàn và Mỹ trước tiên, được không ạ? Vâng, thì như quý thính giả theo dõi anh em chúng tôi đó, mỗi một lần có một cái mẫu tin ngắn nóng đó thì chúng tôi phân tích liền, nhưng mà chỉ phân tích vào cái khía cạnh đó thôi. Rồi hai anh em nói chuyện với nhau mới nói rằng là trong những cái chương trình mà cuối tuần có lẽ là mình, nếu mà có một cái đề tài nào mà nó liên quan tới tình hình thế giới hay là Việt Nam mà nó có tính cách là phải gom nhiều cái thông tin lại để nói chuyện đó, thì hai anh em chúng tôi cùng research, cùng tìm hiểu rồi chia sẻ cái ý kiến với nhau. Thì cái, cho tới giờ phút này trong những cái tuần lễ vừa qua đó, cái tin là giữa Tổng thống Trump với lại ông Chủ tịch Kim Jong-un, cái việc mà sắp sửa chỉ có vài ngày qua thôi đó, mới hôm tối thứ năm, thì là một viên chức của bên phía ngoại giao bên phía Nam Hàn đã ra một cái thông báo, mà thông báo đó được làm ngay cái trước cái tòa Bạch Ốc, nói rằng là Tổng thống Trump đã chấp nhận lời mời của Chủ tịch Kim Jong-un để mà họp. Thì qua vừa cái tin nó vừa thông qua thì các cái nhận định từ mọi phía, có phía nói rằng là ô đây rất là tốt, rất là thuận lợi, còn có phía thì cũng làm những cái phân tích chi tiết để xem cái lợi hay là cái không lợi nó như thế nào trong những cái buổi họp như vậy. Thì trước hết là Lê Ngọc nghĩ rằng là cái việc mà Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đồng ý sẽ họp trước, như là bảo quản cho tới tháng 5 của năm này đó, nó có làm giảm cái nguy cơ chiến tranh, hoặc là nó có thể đưa tới cái việc là Bắc Hàn giải giới cái chương trình nguyên tử của mình, cái hy vọng đó có hay không, Lê Ngọc? Dạ thưa vâng, khi mà luật sư Duyên hỏi Lê Ngọc thì Lê Ngọc lại thấy chưa có thể có một cái câu trả lời chắc chắn, nhưng Lê Ngọc có cái cảm nhận là không có phải dễ dàng để mà có thể gọi là làm cho Bắc Hàn ngưng phi hạt nhân hóa cái vấn đề này. Tại vì một cái điều rất là ngạc nhiên phải nói là một cái cú sốc. Tổng thống Donald Trump thì quý vị cũng biết rồi, anh Duyên cũng thường gửi đến cho quý vị những cái tin tức. Cái sự thay đổi một cách rất là chóng mặt, mỗi một ngày đều có một cái sự thay đổi trong cái chính sách của Tổng thống Donald Trump kể từ ngày mà ông lên nhậm chức. Riêng về cái vấn đề giữa Bắc Hàn và Mỹ trong tuần này, một cái cú sốc khác mà Tổng thống Donald Trump ông cũng làm cho mọi người cũng phải bàn tán nói đến. Và luật sư Duy nghĩ cái vấn đề này đó cũng có thể là một cái cá tính rất là đặc biệt của Tổng thống Donald Trump. Lê Ngọc thấy là chỉ có vài tháng trước đây mà thôi thì Tổng thống Donald Trump ông luôn nói
cảnh báo là chiến tranh hạt nhân với Triều Tiên đang đến rất là gần, phải nói là gần hơn bao giờ hết, không bao giờ biết là có thể xảy ra trong ngày mai, ngày kia, thưa quý vị. Nhưng mà tự nhiên trong tối ngày thứ năm thì chúng ta thấy Tổng thống Donald Trump, ông đã chấp nhận cái kế hoạch cho một cái buổi họp, gọi là một cái buổi họp mà mặt đối mặt, mà chúng ta biết là chưa từng có trước đây với lại Kim Jong-un. Thì cái vấn đề này thật sự có giảm nguy cơ chiến tranh hay không? Lê Ngọc chưa thấy, nhưng mà trước mắt chúng ta đã thấy được một cái điều thay đổi bất ngờ từ Tổng thống Donald Trump và từ Kim Jong-un. Và đây, thưa luật sư, Lê Ngọc nghĩ không biết là trong cái thời gian qua, khi mà Kim Jong-un ông luôn nói đến rồi thử những cái vấn đề hạt nhân, chúng ta cũng đã thấy rất nhiều lần rồi, đó có phải đó là một cái chính sách, một cái kế hoạch mà Kim Jong-un đã nghĩ tới là trong năm 2018 ông sẽ có được một cái cuộc trao đổi, và trong cái trao đổi này thì chính Bắc Hàn hay là Kim Jong-un có một cái thế đứng với lại Nam Hàn và cả nước Mỹ, thưa luật sư? Trước hết, về cái vấn đề mà giảm nguy cơ chiến tranh thì đúng như Lê Ngọc nói, đó là mình chắc không thấy cái kết quả nhiều đâu, nhưng mà đây là cái vấn đề là giữa Mỹ và Nam Hàn, cả hai phía đều hiểu rằng một cuộc chiến tranh nguyên tử nó dẫn tới cái sự hủy diệt ghê gớm. Chắc chắn là nếu có chiến tranh nguyên tử thì Bắc Hàn, cái chế độ của họ sẽ bị hủy diệt trong vòng vài ngày thôi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là những cái phần khác của thế giới, có thể là một cái quả tiễn của Bắc Hàn rớt tầm bậy tầm bạ, có thể là Nam Hàn vướng, hoặc là Trung Quốc vướng, hoặc là Nhật Bản vướng, chắc tới Mỹ thì chắc cũng hơi xa đó. Nhưng mà cái đó là một cái thảm họa, thành ra không có ai dám gọi là nghĩ rằng sẽ có cái chiến tranh nguyên tử hết. Tuy nhiên lịch sử cho thấy rằng là những cái cuộc thế chiến kinh hoàng, thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai đó, nó nổ ra chỉ vì những cái động thái bất chợt của một phía nào đó. Thành ra bây giờ Tổng thống Trump và Kim Jong-un đồng ý ngồi với nhau, mình không biết là thật sự cái đồng ý này kéo dài được một tuần hay là một tháng, mình không biết, nhưng mà dựa trên cái thông tin là sẽ có đồng ý ngồi xuống đó, thì ít ra cái nguy cơ chiến tranh theo nghĩa là nó nổ ra bất chợt đó, tạm thời mình yên tâm về cái mặt đó. Còn cái chữ giải giới nguyên tử thì qua một cái nhà phân tích, mà nhà báo này chuyên là một chuyên gia về cái tình hình ở bán đảo Triều Tiên đó, thì ông ta nói rằng là nghe cái chữ là giải giới nguyên tử thì hai phía nghĩ hai cái chiều khác nhau đó. Mỹ thì nghĩ rằng là ngồi xuống mà nói, mà khi mà Kim Jong-un nói rằng là đề bàn về vấn đề giải giới nguyên tử, thì trong óc của bên phía Mỹ, bên phía nội các của Tổng thống Trump nghĩ rằng là Bắc Hàn hứa là giải giới nguyên tử của Bắc Hàn. Còn trong khi trong cái suy nghĩ của Kim Jong-un, nó nói là nếu mà ngồi xuống mà nói giải giới nguyên tử, có nghĩa là cả hai phía muốn Bắc Hàn giải giới nguyên tử thì Mỹ cũng phải đồng ý giải giới nguyên tử luôn. Mình nói như vậy thì có nghĩa rằng đây là một cái cách chơi chữ của Kim Jong-un thôi. Kim Jong-un cho thấy rằng là riêng về những cái điểm này, Kim Jong-un lão luyện hơn là phía bên Mỹ. Cho nên bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng là ngồi xuống, không có một cái trao đổi nào mà khiến cho Bắc Hàn chịu dẹp bỏ cái chương trình nguyên tử hết. Cho dù mình nói rằng không có sang sinh nữa, rồi mình cho viện trợ một chục tỷ, hai chục tỷ nữa, bảo Bắc Hàn dẹp cái chương trình nguyên tử đi. Trong cái đầu của Kim Jong-un, anh em chúng tôi cũng đã nói trong những chương trình trước rồi, mình hãy đặt cái đầu của mình vào cái đầu của cái Kim Jong-un để mình hiểu rằng là cái chế độ khắc nghiệt, tàn bạo của Kim Jong-un chỉ có thể tồn tại với cái trước cái cộng đồng thế giới đó, là chỉ vì đây là một cái tay mà tương tự như là Chí Phèo trong cái tiểu thuyết của Nam Cao như vậy đó. Tức là đụng một chút xíu là anh ta đứng, anh ta rạch bụng trước cả làng để gọi là liều mạng đó. Thì cái chiến thuật liều mạng về mặt ngoại giao đó của Kim Jong-un, của cả cái chế độ Bắc Hàn, nó thành công khoảng bao nhiêu chục năm nay rồi, từ thời mà đất nước Nam Hàn và Bắc Hàn chia đôi đó, nó thành công cho tới bây giờ rồi. Không có một cái lý do gì mà Bắc Hàn dẹp cái chương trình nguyên tử của mình là bởi vì
dẹp chương trình nguyên tử là Bắc Hàn sẽ chết. Nó cũng tương tự như là bên Iran cũng vậy. Iran họ có một cái chương trình nguyên tử mà họ biết rằng nếu một cái giây phút nào mà biểu họ dẹp bỏ hẳn đó, thì coi như là cái power, cái sức mạnh của họ không có còn nữa để mà cân bằng với cái phía của bên Mỹ. Cho nên trở lại với Bắc Hàn thì tôi không nghĩ là Bắc Hàn sẽ đồng ý dẹp bỏ cái chương trình nguyên tử của mình, cùng lắm là nghĩa là cho đưa ra những cái chương trình nó có gì có vẻ hòa dịu hơn, nhưng mà chắc chắn rằng cái sự phát triển nguyên tử vẫn có đó. Nếu mà có đạt được một cái thỏa thuận là không có thử nguyên tử mà không có báo trước, hoặc là không có sử dụng cái nguyên tử xa hơn cho một cái mục đích mà một cái đạn đạo tầm xa hơn chẳng hạn, nói thì nói vậy thôi, Bắc Hàn vẫn sẽ tiếp tục cái chương trình nguyên tử của mình. Nhưng mà đây là một điểm mà muốn nghe từ các phía. Lê Ngọc thấy là trong lúc mà cái tình hình mà ngoại giao gọi là gây gắt như vậy đó, thì mình hãy nhìn lại cái nội bộ của Mỹ. Có cái tin rằng là bên phía Bộ Ngoại giao Mỹ đó hình như nó đang hỗn loạn, và trong những cái lúc mà cần phải đương đầu với những cái tình hình cực kỳ nguy hiểm trên thế giới, thì chúng ta những cái vị trí quan trọng trong cái ngành ngoại giao của Mỹ ở khu vực Á Châu lại thiếu vắng. Lê Ngọc nhận những cái tin đó như thế nào? Dạ vâng, thưa luật sư Duyên, trước khi mà Lê Ngọc nói thì có một vị thính giả ở số 832 có nhắn tin vào, thì Lê Ngọc sẽ luật sư biết là anh em của chúng ta thì lúc nào cũng thính giả là trên hết. Thì vị thính giả này còn nói là thưa luật sư Duyên và cô Lê Ngọc, tôi thường nghe Tổng thống Donald Trump gọi Kim Jong-un, vị thính giả này có dấu hỏi trên Kim Jong-un như thưa luật sư Duyên, Kim Jong-un là Rocket Man, thì Lê Ngọc thưa với quý vị Rocket Man là người tên lửa. Rồi Kim Jong-un lại kêu Tổng thống Donald Trump là lão già loạn trí. Luật sư Duyên có thể cho tôi nói là thật sự nếu cái cuộc gặp ở tháng 5 này sẽ có xảy ra, hai nhà lãnh đạo này sẽ đối xử với nhau như thế nào? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người quan sát cũng đã nhận định y hệt như thính giả đó. Tức là cái nhân cách của Tổng thống đó, nó làm cho nó có thể đem tới một cái sự nguy hại cho một cái cuộc đàm phán, là tại vì trước cuộc đàm phán thì mình phải nói là hai bên cái giọng điệu đi qua lại đó nó là căng thẳng lắm về mặt ngoại giao, về mặt chiến tranh. Thế nhưng mà đây là một cái điểm mà nó hơi đáng tiếc nè, là chúng ta là nước lớn, tổng thống của một nước lớn mà lại dùng cái lời lẽ tương đối nghĩa là hạ cấp trước. Tự nhiên gọi đây, anh Kim Jong-un là anh ba hỏa tiễn, cái tên mà cái anh chàng hỏa tiễn đó, thí dụ như vậy. Khởi đầu, khi mà mình khởi đầu cái ngôn ngữ đó cũng giống như là mình xài những cái chữ là son of a bitch hay là shit hole đó, là mình đã open, mình đã mở ra cái cửa ngõ để người ta tấn công mình lại. Cho nên Kim Jong-un gọi lại dùng những cái chữ rất là nặng để mà thóa mạ tổng thống. Chính vì cái thái độ đó, nó sẽ có ảnh hưởng tới cái cuộc đàm phán. Nhưng mà chúng ta biết chính trị mà, bây giờ muốn nói gì thì nói, nhưng mà giả sử vào cái thời điểm đàm phán mà hai bên đó là bắt đầu nghiêm túc để mà nói chuyện với nhau, thì lúc đó mọi sự nó sẽ khác đi. Tổng thống Trump cũng đã từng chỉ trích Tập Cận Bình bằng những cái lời lẽ tương đối rất là hạ cấp, nhưng mà khi Tổng thống Trump qua tới Trung Quốc, Tập Cận Bình cũng muốn là tiếp đãi Tổng thống Trump theo cái cá tính của Tổng thống Trump để mà trục lợi. Vậy thì ngay bây giờ giữa hai người, nói là Kim Jong-un với lại Tổng thống Trump đó, hai bên đã từng chỉ trích, đã từng thóa mạ nhau. Bây giờ tới chừng mà tiếp xúc thật đó, thì tôi e rằng là cái Kim Jong-un mặc dù trẻ hơn, mới có 34 tuổi hơn, nhưng mà qua những cái đấu đá qua lại, chứng tỏ rằng riêng về cái điểm này, Kim Jong-un là đang chơi một cái tay trên, đang trội hơn Tổng thống Trump. Cho nên một cái tờ báo, tờ Economist đó, là mà cái tờ Economist đã viết như vậy nè, đã nói rằng là cái nhân cách của Tổng thống đó, thì Tổng thống là một cái người
rất là thích khoe khoang về cái vấn đề nổi cái chuyện mình đã là tổng thống rồi, mà nói rằng là cái ratings của TV đó, cái là cái số những người xem TV đó, ông ta cũng khoe khoang về cái TV ratings. Ông cho tới giờ phút này vẫn nói là tôi là tổng thống, tôi thắng, là cái buổi đăng quang của chúng của tôi đó là đông nhất từ đó bây giờ. Rồi mình là tổng thống mà lại chán nghe những cái báo cáo về chính trị, những cái báo cáo về quân sự trên thế giới. Thì cái kết luận, đây là kết luận của cái tờ Economist, nói rằng là và với cái nhân cách như thế này thì tổng thống sẽ bị người ta chơi, người ta sử dụng như là một cái chiếc violin, một cái chiếc vĩ cầm mạ vàng mà thôi. Thì khi mà nói rằng là tổng thống sẽ bị play, sẽ bị chơi như một chiếc vĩ cầm mạ vàng, cái sự so sánh đó thực sự tương đối nó vẫn còn dành một cái kính trọng cho tổng thống Trump rất là nhiều. Khi mà nói là tổng thống Trump mà cái hình ảnh là một chiếc vĩ cầm mạ vàng thì cũng còn đẹp đó. Tôi e rằng là cái cách mà tổng thống đi qua nước nào cũng vậy, người ta cũng luôn luôn người ta play around tổng thống để mà người ta đạt được những cái điều người ta mong muốn. Điều đó mình đã thấy rồi ở trong cái chuyến mà đi qua Á Châu lần rồi của tổng thống đó, đi qua bên Nhật Bản thì cho tổng thống chơi golf, hai ngày sau tổng thống qua Trung Quốc thì được ăn yến tiệc ở trong cái cấm thành vân vân. Sau đó một là Mỹ không có đạt được gì cả, cũng lắm là tổng thống là được hân hoan mặt mũi là tôi là tổng thống đầu tiên tiếp xúc với Kim Jong Un thôi. Tôi không có nghĩ là với cái nhân cách này mà mình có thể đạt được cái gì mà gọi là có cái tác dụng sâu, có cái tác dụng lớn ở trong cái tình hình chính trị và an ninh của thế giới. Cho nên đó là cái câu mà tôi góp ý với vị thính giả. Cảm ơn vị thính giả đã gửi câu hỏi vào. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, trong cái vấn đề mà luật sư Duy nhắc đến là Bộ Ngoại giao của Mỹ hiện nay vẫn còn hỗn loạn, thì chính chúng ta cũng đã thấy, thưa luật sư Duy, là đại sứ Mỹ tại Nam Hàn thì chúng ta cũng thấy chưa có, rồi ngay cả phụ tá ngoại trưởng mà đặc trách về vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh thế giới, rồi cả thứ trưởng ngoại giao vùng Đông Á và Thái Bình Dương, thì những người này cũng có những cái vấn đề đối với lại Tòa Bạch Ốc, cũng có những cái ý kiến và những cái chính sách cũng không có đồng thuận lắm với lại Tổng thống Donald Trump. Và ngay cả ông Ngoại trưởng Rex Tillerson thôi, cũng trong ngày hôm qua thì chính ông cũng là cái người ông lên tiếng là Tổng thống Trump là cái người quyết định để mà đồng ý cái cuộc gặp với lại Kim Jong-un. Và một cái điều mà luật sư Duyên vừa mới gửi đến trong ngày hôm nay, khi mà nói đến là Bắc Hàn đang có những cái ý rất là tích cực, có thể là muốn giả giới nguyên tử phi hạt nhân hóa tại Bắc Triều Tiên. Rồi luật sư Duyên làm một cái sự kiện mà Lê Ngọc cũng sẽ trông chờ coi như thế nào. Nếu mà thật sự cái cuộc họp vào tháng 5 này sẽ xảy ra giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un, thì cái vấn đề mà bên Bắc Hàn nói muốn tôi giả giới thì chính nước Mỹ cũng phải giả giới về vấn đề nguyên tử. Cái này cũng là một cái điểm mà Lê Ngọc sẽ nhớ để mà chờ đợi, thưa luật sư Duy. Trở lại với cái vấn đề mà cái loan báo rất là bất ngờ là Tổng thống Donald Trump đồng ý gặp ông Kim Jong-un đã tạo nên những cái câu hỏi là tại sao lại có một cái sự thay đổi nó quá nhanh như vậy. Rồi sau nhiều tháng mà có ngay cả Ngoại trưởng Rex Tillerson và những giới chức cao cấp khác trong chính phủ của Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định rõ ràng là cái tình hình chưa đúng, chưa chín mùi để có một cái cuộc thương thảo với lại Bình Nhưỡng, với lại Kim Jong-un. Và ngay cả luật sư Duyên và quý vị còn nhớ là ngay cả trong chỉ có vài tuần sau khi mà Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, thì ngay trong cái tháng 2 của năm 2017 thì Kim Jong-un đã có một cái vụ thử tên lửa diễn ra trong khi mà Tổng thống Trump có một cái cuộc họp mặt với lại Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe tại Tòa Bạch Ốc. Thì Tổng thống Donald Trump trong năm 2017 luôn lên án rất là kịch liệt những cái vụ tên lửa của Triều Tiên. Cái điều này hiện nay, thưa luật sư Duyên, người ta đang nói có phải là khi mà Tổng thống Donald Trump ông chấp nhận cái cuộc họp mặt với lại Kim Jong-un thì cái điều này đã tạo ra một cái sự ngang hàng ở một cái thế đứng của Kim Jong-un với lại Tổng thống Donald Trump hay không? Cái câu hỏi của Lê Ngọc chính cũng là cái câu trả lời rồi đó. Là chúng ta biết rằng là qua bao nhiêu cái
cái những cái trường hợp trước đó là luôn luôn từ thời mà ông Kim cha, tức là ông Kim Kim Jong Il đó, Kim Jong Il, Kim Jong mình Việt Nam mình trọng là gọi là Kim Jong Il đó, từ thời Kim Jong Il cũng vậy, là cứ mỗi một lần mà gọi là Bắc Hàn muốn thế giới, muốn lôi cái sự chú ý của thế giới là cứ cho thử hỏa tiễn rồi thử bom vân vân, chỉ làm như thế là thế giới lại xôn xao. Nhưng mà những cái thời trước đó thì người ta đo lường được cái những cái việc đó, cho nên người ta cứ nói là lúc đó thế giới thế giới cư xử với Bắc Hàn đó xem như là Bắc Hàn là một đứa con nít mà có một cái trò chơi nguyên tử vậy, mà lâu lâu bung lên thì người ta cứ lặng, người ta để cho qua và người ta không có xem Bắc Hàn là quan trọng nữa, cho nên rồi mọi sự nó lại lắng, nó chìm dần dần. Nhưng mà lần này đó thì Kim Jong Un lại có được một cái đối tác mà cũng trẻ con ngang hàng với mình, mà cho nên cái chuyện mà lời qua tiếng lại nó càng lúc nó càng leo thang, thành ra qua những cái thử nghiệm về hỏa tiễn này nọ, bây giờ cả thế giới tự nhiên kinh hoàng là bởi vì với cái động thái của phía tổng thống Trump, làm cho mọi người cảm thấy rằng là nếu mà một đứa trẻ mà quá quắt ở bên Bắc Hàn gặp một cái người lớn mà cũng có cái tính trẻ con như ở Mỹ, thì cái nguy cơ bất chợt nó có thể xảy ra lúc nào, mà do đó cả thế giới quan tâm. Mà khi cả thế giới quan tâm thì Kim Jong Un lại chơi một cái đòn ngoại giao rất là tuyệt, là ở cái thế vận hội mùa đông gửi em gái mình qua, lôi cả cái sự quan tâm của thế giới, rồi bây giờ qua cái ngõ Nam Hàn đánh tiếng mời tổng thống Trump. Những cái người mà làm chính trị lâu đời, người ta không ai nghĩ rằng là tổng thống Trump lại nhận lời một cách kỳ cục như vậy. Thế mà tổng thống Trump mới hôm tối thứ năm nhận lời liền, khiến cho tất cả những cái người chính trị gia, ngay cả những chính trị gia của Nam Hàn, khi mà họ nghe tổng thống tuyên bố như vậy, họ trong cái phiên họp đó họ vẫn nhìn nhau, họ ngạc nhiên lắm. Điều đó có nghĩa là sự nhận lời của tổng thống Trump nó là một cái quyết định cũng giống như nhiều quyết định trước của tổng thống, nó là impulsive, nó là gọi là theo cảm ứng, theo bốc đồng, và cái đó tự nhiên nó đem lại một cái chiến thắng cho Kim Jong Un. Giống như lời Ngọc đã nói, cái chiến thắng đầu tiên đó là bây giờ tự nhiên một anh chàng gọi là chí phèo ở trong làng bây giờ được ngồi xuống ngang hàng nói chuyện với cái ông bá hộ. Đó là cái hình ảnh đó. Bây giờ cả thế giới người ta nhìn lại cái việc này đó, người ta nói ủa, tự nhiên bây giờ là Mỹ ngồi xuống bàn nói chuyện one-on-one ngang hàng với lại Kim Jong Un. Điều đó là một cái chiến thắng mà từ đó tới bây giờ Bắc Hàn vẫn mong muốn, mà bây giờ cái mong muốn đó đã được thực hiện dưới cái thời lãnh đạo của Kim Jong Un, mà đặc biệt là cái việc đó có thể xảy ra chỉ vì chúng ta có một tổng thống cũng rất là đặc biệt như là tổng thống Trump. Chứ còn nếu mà một cái người tổng thống mà người ta nhìn cái tình hình thế giới là một cách nghiêm túc, không phải đây là một cái show trên truyền hình, không phải là kêu mấy cái người đó lại rồi biểu rồi đi làm này đó, không chịu thì you are fired. Tổng thống Trump quen cái kiểu mà bốc đồng trên truyền hình, you are fired đó, nó đâm ra nó đem lại một cái chiến thắng đầu tiên ngay bây giờ trước thế giới. Kim Jong Un và Donald Trump là they are two of a kind, they ngang hàng với nhau, thì cái đó là cái nhận định. Còn cái việc mà sau khi ngồi xuống với nhau rồi thì cái kết quả có đạt được cái gì hay không thì chúng ta cũng chờ xem. Nhưng mà riêng Bắc Hàn thì theo cái suy nghĩ của tôi, nếu mà tôi là Kim Jong Un đó, kết quả như thế nào thì I don't care, là tại vì cái mà tôi muốn tôi đã đạt được rồi. Nhất là ngay bây giờ trong cái góc mắt của Kim Jong Un đó, là cái mà tôi đạt được đó là bây giờ Nam Hàn, cái phân nửa đất nước mà cùng dòng máu, cùng màu da, cùng cái nhịp tim với chúng tôi đó, chúng tôi sẽ nói chuyện, là mà qua cái sự nói chuyện đó tôi có một cái ngõ thoát mà
sở dĩ mà bây giờ Nam Hàn phải nói chuyện với Bắc Hàn nghiêm túc hơn đó là chỉ vì cái niềm tin vào cái thế chính trị đối với Mỹ hoàn toàn không có còn nữa. Cho nên đó là cái thế mà chúng ta thấy rằng Kim Jong-un đã đạt được mà thời ông nội mình với thời cha mình chưa có đạt được điều đó. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, một ý tưởng của một vị thính giả của NVR từ 703 thưa luật sư Duy ngay tại Virginia của Lê Ngọc. Mà Lê Ngọc thấy ý tưởng này nó cũng rất là thú vị và mới lạ. Luật sư Duyên có nghĩ là cái lời lên tiếng của Kim Jong-un bày tỏ cái mong muốn có một cái cuộc họp mặt với lại nước Mỹ Tổng thống Donald Trump, đó là một cái dấu hiệu của một đất nước trước đây luôn khép kín để mà được mở ra thế giới, giống như là cái tình trạng của Việt Nam bỏ cái thời bao cấp để mà mở cửa đất nước Việt Nam hay không? Khi so sánh với tình hình Việt Nam thì chắc có lẽ là tôi không thấy cái tương đồng lắm, là tại vì Việt Nam chưa bao giờ mà về mặt quốc tế mà nói đó, Việt Nam chưa bao giờ đạt được cái nhìn, cái góc nhìn và cái sự quan tâm mà Bắc Hàn đã đạt cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà đây là cái vấn đề nào, là khi mà Tổng thống Trump mà nhận lời Kim Jong Un đó, thì cái phiên họp kế tiếp tôi biết rằng nó cũng sẽ không bao giờ nó dẫn tới cái giải giới hoàn toàn của Bắc Hàn đâu. Tuy nhiên mình thấy là dần dần đó cái vai trò của Mỹ tự nhiên nó khép lại, nó nhỏ lại, và bây giờ Nam Hàn họ trông đợi cái cuộc nói chuyện giữa Mỹ với Bắc Hàn, nhưng mà thực tế cái cuộc nói chuyện giữa Mỹ với Bắc Hàn nó làm cho Nam Hàn yên tâm là thể hai bên mà còn nói chuyện đó thì không có cái chuyện mà nổ tầm bậy hay là bốc đồng ra. Nó buy time, nó cung cấp cái thời gian để cho giới chức của Bắc Hàn và Nam Hàn ngồi lại nói chuyện với nhau. Và tôi cũng mường tượng ra cái cuộc nói chuyện giữa Bắc Hàn và Nam Hàn như thế này. Bây giờ chúng ta bị ngăn ranh bởi bởi chính trị thế giới, bởi chiến tranh. Bây giờ hai bên tôn trọng cái chế độ của nhau. Bắc Hàn cứ giữ cái chế độ của mình, Nam Hàn giữ cái chế độ tự do của mình. Hiện giờ Bắc Hàn có nhân lực, có nghĩa là mấy chục triệu dân nó không có việc làm, không có công ăn việc làm, chỉ đi đào khoai, trồng lúa, rồi cái nạn đói liên tục thôi. Trong khi Nam Hàn, chúng tôi đang sở hữu cái kỹ thuật gọi là ngang hàng với thế giới. Chúng tôi có những cái telephone, rồi những cái máy truyền hình, máy giặt, rồi xe hơi, chúng tôi ngang hàng với thế giới. Và bây giờ nếu mà chỉ để cho cái nguồn nhân lực của Bắc Hàn được hợp tác với cái kỹ thuật của Nam Hàn thôi đó, thì cả hai miền cùng vươn lên, mà Bắc Hàn không cần phải thay đổi, không có cần phải giải giới về nguyên tử đó. Muốn nói chuyện với Mỹ sao nói, nhưng mà cái back channel, cái con đường sau lưng đó là hai bên vẫn hợp tác. Mà thực sự cái chuyện đó nó đã xảy ra rồi, nhưng mà vì Kim Jong-un quá khép kín lại đó, cho nên cái chuyện mà công nhân Bắc Hàn mà làm cho Nam Hàn nó chỉ xảy ra ở một cái khu vực kỹ nghệ mà ngay cái đường biên giới ở cái bàn bông điếm thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ mà mọi sự gọi là mở ra đó, thì có thể là những cái trung tâm mà làm việc người Bắc Hàn gia công cho kỹ nghệ Nam Hàn, thì cái đó là một cái hợp tác tuyệt vời. Cho nên tôi tin rằng qua cái lời tuyên bố của Kim Jong, lời mời của Kim Jong-un và sự chấp thuận cái lời mời đó của Tổng thống Trump đó, nó mở ra cho cái quốc gia Triều Tiên, cái quốc gia Bắc Hàn và Nam Hàn đó, một cái con đường mới. Mà tôi mong rằng qua cái con đường đó thì hai phần của cái dân tộc đó họ tìm được cái mẫu số chung, để rồi lần lần họ sẽ thống nhất trở lại. Rồi với thời gian, mình hy vọng là cái chế độ Bắc Hàn đó nó sẽ phai cái sự độc tài, cái sự tàn nhẫn đó, nó sẽ được phai mờ đi bằng một cái diễn biến hòa bình nào đó. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa với lại luật sư Duyên, trước mắt thì Lê Ngọc thấy thật sự khi mà nhận được cái tin mà Tổng thống Donald Trump ông nhận lời mời gặp gỡ với lại Kim Jong-un á, thì Lê Ngọc thấy đây là cái lần đầu tiên mà trong gần 7 thập niên
Phải nói là giữa hai nước đã có những cái sự thù nghịch với nhau giữa Mỹ và Bắc Hàn. Và ngay cả Washington cũng như Bình Nhưỡng thì chưa bao giờ mà Lê Ngọc thấy có một cái quan hệ ngoại giao chính thức. Vì cả hai quốc gia vẫn còn trong một cái tình trạng chiến tranh kể từ sau khi cuộc chiến Triều Tiên hồi thập niên của năm 1950 đã chấm dứt. Và người ta đã nói đến một cách gọi là chính thức thì hai bên Mỹ và Triều Tiên chỉ có đình chiến chứ không có một cái hiệp ước hòa bình. Thành thử với cái tính cách rất là khép kín của đời sống của đất nước Bắc Hàn và đặc biệt là trong cái vấn đề lĩnh vực ngoại giao. Như vậy thì hiện nay cũng có những cái câu hỏi người ta đang đặt ra. Không biết là luật sư Duyên có nghĩ đến một cái nơi nào mà cả hai bên sẽ đưa ra ở những cái giây phút cuối cùng là cái cuộc họp mặt của chúng tôi sẽ ở đâu hay không trong cái tháng 5 này, thưa luật sư Duyên? Thực sự ra cái điều mà có những cái phiên họp xa hơn hay không đó thì ngay tới giờ phút này tôi tiên đoán là sau cái phiên họp của Tổng thống Trump với Kim Jong Un đó, có đi tới đâu đi nữa thì cái chương trình nguyên tử của Kim Jong Un tôi nhiều phần qua cái nhìn của tôi là sẽ không có thay đổi đâu, không hay là chỉ có thể là chậm lại hay là có tính cách ổn định một chút, chứ còn nói rằng là biểu họ giả giới thì không giả giới. Thành ra tôi không hiểu là cái phiên họp kế tiếp nó có trở thành cần thiết hay không, cái đó mình không biết. Còn khi mà hai bên mà gọi là nói rằng giả sử mà họ nói là họ muốn tiếp tục những cái cuộc đàm phán sau đó, tức là hai cái vị lãnh đạo là Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un mà xong rồi đó, thì chắc có nhiều phần là cái sự mà bàn thảo đó, một là ở những cái cấp ngoại giao thấp hơn và trong đó cũng có Bắc Hàn và Nam Hàn tham dự, thì họ sẽ chọn, nếu mà họ chọn thì họ sẽ chọn một cái nơi nào đó mà nó có tính cách là nó neutral, và tôi thì những cái địa điểm mà mình có thể thấy mà tiện cho cả mọi phía, chẳng hạn một cái nơi nào đó ở Trung Quốc chẳng hạn hoặc là ở Nam Hàn chẳng hạn, cái địa điểm thì nó không có nói lên nhiều, hoặc là những cái trung tâm mà gọi là hòa đàm trên thế giới ở Âu Châu chẳng hạn, như là ở bên Geneva hay là ở bên Paris đã từng xảy ra những cái buổi họp lớn của tình hình thế giới, thì cái đó là có thể là những cái chọn lựa của mọi phía. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, Lê Ngọc còn nhớ là ngay sau khi mà đắc cử tổng thống thì Tổng thống Trump ông cũng đã lên tiếng là ông hứa là ông sẽ ngăn chặn Bắc Hàn thủ đắc cái vấn đề hỏa tiễn nguyên tử có thể bắn tới ngay lãnh thổ của Hoa Kỳ như là Alaska, Hawaii. Thì hiện nay Lê Ngọc đang xem coi luật sư Duyên có thể dự đoán như thế nào là cái lá bài, cái chính sách nào của Tổng thống Donald Trump hay là của Kim Jong-un sẽ là cái người đem được lại cái chiến thắng cho đất nước. Thì Tổng thống Donald Trump là cho nước Mỹ, Kim Jong-un là cho bên Bắc Hàn. Vì chúng ta đã thấy là Tổng thống Donald Trump, ông sử dụng một cái lá bài là ông đã nhục mạ thẳng thừng Kim Jong-un, rồi cũng có những cái lời đe dọa. Ngược lại, Kim Jong-un cũng đe dọa nước Mỹ. Rồi cái kiểu nói chuyện mà chúng ta thấy qua cá tính của Tổng thống Donald Trump sau những cái vụ thử hỏa tiễn vũ khí nguyên tử từ bên Bắc Hàn của Kim Jong-un, thì Tổng thống Donald Trump luôn dùng những cái từ rất là mạnh mẽ và cũng có đầy có những cái sự hiếu chiến, làm có lúc chúng ta cũng nghĩ là không biết Thế chiến thứ ba có thể xảy ra hay không. Rồi qua cái sự trừng phạt kinh tế đối với Bắc Hàn, để mà buộc Bắc Hàn phải từ bỏ chương trình nguyên tử, thì Lê Ngọc thấy đó là cái lá bài mà Tổng thống Donald Trump ông đang sử dụng. Ngược lại, Kim Jong-un cũng có một cái lá bài để mà cho tới ngày hôm nay chúng ta rất là bất ngờ khi nghe lời mời của Kim Jong-un mời Tổng thống Donald Trump có một cái buổi họp mặt. Như vậy thì với những cái cá tính, những cái nhân cách của Tổng thống Donald Trump mà mọi người chúng ta cũng đều biết đến rất nhiều trong hơn một cái năm qua, thì luật sư Duyên nghĩ như thế nào cái ảnh hưởng có thuận lợi trong cái cuộc đàm phán sắp tới nếu có trong tháng 5, thưa luật sư? Nói chung thì cái tình hình mà nó sẽ biến chuyển như thế nào thì mình cũng đã phân tích trở lại một vài lần, là thành ra cái tình hình sau cái cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Trump với lại Bắc Hàn đó,
thì tôi vẫn thấy là Bắc Hàn sẽ có cơ hội tốt hơn về kinh tế. Mà cái cơ hội đó đó, thí dụ ngay bây giờ Mỹ nó là sang sinh, gọi là kiểm soát chặt chẽ cái nhìn về kinh tế để cho ngưng để làm ngăn chặn cái sự phát triển của Bắc Hàn, thì có thể là qua cái lần đàm phán này, dựa theo những cái thuận lợi cho thế giới đó, thì có thể là Mỹ sẽ giảm bớt cái gọng kềm về sang sinh. Mà nếu mà Mỹ giảm bớt thì cái nước mà làm việc với Bắc Hàn mà dễ dàng nhất đó là Nam Hàn. Tại vì hiện giờ giữa Nam Hàn với Mỹ cũng có những cái thỏa thuận với nhau, cho nên khi mà Mỹ sang sinh Bắc Hàn đó, thì Nam Hàn không có thể làm ăn với Bắc Hàn được. Mình biết rõ như vậy. Cho nên nếu mà giả sử Mỹ nhả bớt cái gọng kềm thì cái cửa ngõ kinh tế của Nam Hàn sẽ tràn vào Bắc Hàn. Đó là cái vấn đề. Mà nếu mà bây giờ với cái tính khí của hai phía, của Tổng thống, tức là của Tổng thống Trump và của Kim Jong-un, mà lại cứ chỉ trích cá nhân nhau với nhau này nọ đó, thì nó sẽ phá vỡ cái kết quả của cái cuộc đàm phán giữa Mỹ và Bắc Hàn. Cuối cùng ra, mình sẽ mở ra một cái địa điểm này, là Nam Hàn nói rằng là từ trước tới bây giờ tôi vẫn tin vào Mỹ, tôi vẫn dựa vào Mỹ, mà chính vì cái dựa vào Mỹ cho nên tôi không có làm ăn công khai với Bắc Hàn được. Phải mà Mỹ mà sang sinh Bắc Hàn thì Nam Hàn bị kẹt. Nhưng mà bây giờ nếu mà cứ tiếp tục cái thái độ mà không có giải quyết được vấn đề đó, thì vì cái an toàn của chính Nam Hàn, tôi phải làm ăn với Bắc Hàn cũng có. Cho nên cái tính khí của Tổng thống nó làm cho là những cái tiến trình mà kềm chế Bắc Hàn, tôi sợ rằng sau cái lần này đó thì Mỹ không có đè không ép được Bắc Hàn hơn nữa. Nhưng mà nếu mà Bắc Hàn mở cái cửa ra để Bắc Hàn có thể nói chuyện được với Nam Hàn và nói chuyện với Nhật Bản, thí dụ như thế, thì cái thế nó sẽ khác. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là ngay bây giờ sở dĩ mà Nam Hàn họ cũng muốn làm ăn với Bắc Hàn đó, mà họ không làm ăn không được là bởi vì họ có những cái ràng buộc về ngoại giao và chính trị với Mỹ. Còn nếu mà một lúc nào Mỹ cho thấy mình không có xứng đáng là một cái leader, lãnh đạo của phía tự do, thì lúc đó mọi cái sự cam kết nó bắt đầu nó sẽ thay đổi. Thì chúng ta phải chờ xem nó như thế nào. Nhưng mà tôi thấy cái khởi đầu, cái bước này, một mặt nó là một cái chiến thắng gọi là về mặt mũi đó, thì cái chiến thắng mặt mũi Kim Jong-un đã thắng rồi đó. Còn cái việc mà thật sự tình hình của toàn cái bán đảo Triều Tiên, Nam Hàn, Bắc Hàn như thế nào, thì giống như tôi cũng mới vừa nói lúc nãy, là tôi hy vọng rằng là qua những cái biến đổi này, là cái tình hình giữa hai miền Nam Bắc họ sẽ dịu dàng hơn. Mà nếu mà giữa hai miền Nam Bắc dịu dàng hơn đó, thì thế giới sẽ an tâm hơn về một cái cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, hay là một cái cuộc chiến tranh nguyên tử, mình an toàn hơn. Chỉ có khi nào mà hai miền Bắc Nam mà họ có thể thông thương được, thì lúc đó cái nguy cơ về chiến tranh nguyên tử nó mới giảm. Trở lại với Lệ Ngọc. Dạ vâng, thưa luật sư Duyên, Lệ Ngọc lại có một cái suy nghĩ nó khác hơn luật sư Duyên. Lệ Ngọc lại không nghĩ là Kim Jong-un đã thắng đâu. Tại vì Lệ Ngọc, luật sư Duyên còn nhớ lại là có một lần đó, thì Kim Jong-un, ông đã có lên tiếng trong một cái bài diễn văn của ông trong cái ngày đầu năm đó, thì Kim Jong-un có lên tiếng đe dọa nước Mỹ, và Kim Jong-un đã nói là tôi có một cái nút bấm nguyên tử đặt ngay ở trên bàn. Rồi Tổng thống Donald Trump, ông cũng đáp trả ngay lại lập tức, ông nói cái nút bấm của ông hay là nút bấm của nước Mỹ lớn hơn, mạnh hơn và hiệu quả hơn. Rồi sau đó thì chúng ta thấy cái chính sách của Tổng thống Donald Trump, ông đã gây một cái sức ép tối đa lên Bắc Hàn bằng nước Mỹ, và Nam Hàn có những cái cuộc tập trận.
rồi ông sanction, ông cấm vận Bắc Triều Tiên, thì Lê Ngọc lại thấy trước mắt cái nút nhỏ nó vẫn thua cái nút lớn. Và như vậy, do cái lý do đó mà trong cái ngày thứ năm là chúng ta đã biết được là Kim Jong-un mở lời trước và Tổng thống Donald Trump lại chấp nhận cái cuộc họp này, thưa luật sư Duy. Thì đó cũng là một cái góc nhìn lý thú, tức là nếu mà chúng ta nhìn theo cái khía cạnh đó đó, chúng ta thấy rằng là những cái người mà cho rằng là cái có thể Mỹ đã thành công là tại vì đây là vị tổng thống Mỹ đầu tiên có thể đem cái Bắc Hàn tới bàn họp, thì cái đó là từ cái góc, một cái góc nhìn bên này. Cái góc nhìn bên kia cũng nói rằng là đây thật sự Kim Jong-un chơi cao hơn, cho nên Kim Jong-un mới đem được một vị tổng thống Mỹ tới bàn họp, thì tùy cái góc nhìn. Cho nên rất là vui là anh em chúng ta từ những cái góc nhìn khác nhau mà chúng ta thấy, để mà chúng ta mô tả một cái hiện tượng nó đang xảy ra, cũng giống như cái ly nước vậy đó. Có nhiều người nói rằng là tôi thấy là ly nước nó đầy phân nửa, còn nhiều người khác thì nói là không, tôi thấy cái ly nước nó bị lưng phân nửa. Nó tùy cái góc nhìn của mình, half full hay là half empty. Thì đó là cái thí dụ này đó. Vậy thì giữa cái sự thực, cái những cái hiện trạng đang xảy ra đó, mà chúng ta thấy rằng là đây là chiến thắng của nội các Trump hay là đây là chiến thắng của chế độ Kim Jong Un, anh em chúng tôi đã rọi hết hai phía, thì cái phần còn lại là mỗi thính giả chúng ta cùng chia sẻ với anh em tôi, cùng suy nghĩ cho nó vui. Có người thì thích thì vẫn nói là ô, cái phía Mỹ thắng trong cái keo này, hoặc là Bắc Hàn thắng cái keo này, cái ly mà nó đầy phân nửa hoặc là cái ly nó bị lưng phân nửa đó, nó đều tùy cái quan niệm và tùy cái góc nhìn của mình. Thành ra anh em chúng tôi mời gọi quý thính giả cùng suy nghĩ và cùng chia sẻ với anh em chúng tôi. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa luật sư Duyên, một cái góc nhìn khác, mà góc nhìn này từ một giáo sư tại Trường Đại học Quốc gia Pusan bên Nam Hàn, đó là ông Robert Kelly. Thì vị giáo sư này đã nói đến một cái góc nhìn khác, mà cái góc nhìn đó là nhân cách của Tổng thống Donald Trump. Thì giáo sư Kelly thì ông lại cho rằng với một cái sự quản trị dưới Tổng thống Donald Trump, cái sự quản trị của Tổng thống Donald Trump hiện nay rất là hỗn loạn, rồi thêm một cái cá tính thay đổi, phải nói là một cái cá tính bất thường theo lời của giáo sư Kelly. Rồi nhân viên của Tổng thống Donald Trump thì liên tục có những cái vấn đề. Thì cái điều này, luật sư Duyên nghĩ như thế nào khi mà ở bên cạnh những cái góc nhìn lại có những một cái góc nhìn nó gọi là nó tiêu cực về sự quản trị của Tổng thống Donald Trump? Khi mà Lệ Ngọc nói về cái vị giáo sư ở trường Đại học Quốc gia Nam Hàn, cái trường Busan đó, thì anh Duyên cũng có đọc cái mẫu tin đó. Thì ông giáo sư này là ông Robert Kelly. Ông Robert Kelly này là một giáo sư người Mỹ dạy tại Đại học Quốc gia của Nam Hàn. Và ông ta cũng nói rõ, ông ta đây không có phải là ông chê trách gì, ông ghét Tổng thống Trump, bởi vì ông là một người đảng viên Cộng hòa suốt đời của ông, và ông là conservative. Nhưng mà cái nhận định của ông thì ông thấy qua cái cách mà quản trị tòa Bạch Ốc như thế, rồi những cái cá tính hôm nay nói điều này, ngày mai thay đổi, rồi lại đổi trở lại, cứ flip-flop như vậy đó. Và cho tới giờ phút này là 43% nhân viên ở trong cái tòa Bạch Ốc, khi mà Tổng thống Trump mà đăng quang đắc cử đó, nó có một cái bức hình nó chụp mấy chục người, thì bây giờ tất cả những người đó ra đi gần như là trọn vẹn rồi. Chỉ còn ngay cả Hope Hicks là gần nhất cũng đã ra đi rồi, còn một vài người như là Kellyanne Conway, rồi Jared Kushner, dĩ nhiên con rể của ổng, rồi con gái của ổng, vân vân. Chỉ còn vài người thôi đó, thì cho thấy rằng nói gì thì nói, cái quản trị chúng ta chỉ không có cần nói tới một cái quốc gia hay là mà lớn như Mỹ, chúng ta thấy một cái hãng của chúng ta thôi mà phân nửa những cái người mà thuộc ban lãnh đạo giám đốc mà cứ chạy ra chạy vô rồi đâm sau lưng lẫn nhau. Giờ phút anh em chúng ta đang nói chuyện nè, thì trong nội bộ của tòa Bạch Ốc họ vẫn nói xấu nhau, họ vẫn đâm lẫn nhau, họ vẫn nói xấu tổng thống. Thì điều đó chứng tỏ rằng là nếu mà cái con đường mà về lâu về dài đó,
mà mình cũng tương tự như là mình đi trên một cái chiếc phi cơ đó, mà cái ông phi cơ chánh với lại hai ông phi cơ phụ mà cứ choảng nhau suốt ngày, thì mình ngồi trên chiếc máy bay đó chắc mình hồi hộp lắm. Hay là ngồi trên một chiếc tàu mà ông captain với lại thủy thủ đoàn mà cứ phá chọc nhau tùm lum hết, mà mình lại đi giữa một cái vùng biển trên thế giới này cũng giống như là một cái vùng biển băng giá nguy hiểm, mà cái thủy thủ đoàn của chúng ta như thế thì chúng ta lo lắm. Thì chỉ có như thế thôi, thì cái nhận định của ông Kelly cũng chỉ là một nhận định mà chúng ta đã nghe từ nhiều phía. Thì cho tới giờ phút này vẫn có người nói rằng là chẳng hạn như là cái bà ủy viên báo chí của tòa Bạch Ốc hay là Kellyanne Conway đó, thì nói là cái nội các chúng tôi vẫn rất là ổn định, chúng tôi là đây là nội các giỏi nhất từ xưa tới nay chẳng hạn, trong khi tất cả xung quanh người ta có những cái góc nhìn khác mà tòa Bạch Ốc vẫn gọi là ngang nhiên đi tới. Mới cách ngày vài ngày đây thôi, tổng thống Trump hôm thứ ba thứ tư gì đó, sau khi mà cái ông cố vấn về kinh tế ông Gary Cohn ra đi đó, thì tổng thống nói cái chuyện đó bình thường lắm, trong cái nội các của tôi đó tôi muốn là mọi người phải choảng nhau như thế, rồi sau khi mà choảng nhau đưa ra những cái nhận định tôi là cái người quyết định sau cùng. Thành ra cái chuyện ra đi của Gary Cohn cũng chỉ là một sự bình thường, nội các của tôi rất là ổn định. Thì đó cũng là một cái nhìn của tổng thống. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, và để kết thúc lại cái buổi nói chuyện giữa luật sư Diên và Lệ Ngọc về vấn đề cuộc họp mặt giữa Bắc Hàn và Mỹ, thì một cái sự kiện cuối cùng Lệ Ngọc muốn đưa ra thưa luật sư Diên. Luật sư Diên nghĩ cái phản ứng của Trung Quốc và Nga sẽ như thế nào khi mà biết được là sẽ có một cái cuộc họp mặt giữa Tổng thống Donald Trump nước Mỹ và Kim Jong-un bên Bắc Hàn, phản ứng như thế nào, đồng tình hay là không? Dạ. Yeah. Nói nhanh, có nghĩa là Trung Quốc, mình cứ đặt mình vào cái đầu của lãnh đạo Trung Quốc thì mình hiểu rằng là Trung Quốc không bao giờ muốn một cái nước Đại Hàn thống nhất mạnh mà lại lọt về cái phía tự do cả. Cho nên cái chuyện mà Trung Quốc muốn giữ cái chế độ Bắc Hàn, cái đó là rất là rõ rồi. Chỉ có một điều là nếu mà cái lãnh đạo, cái nhân vật lãnh đạo Bắc Hàn mà đi quá ngược với cái quyền lợi của Trung Quốc thì cùng lắm là chúng ta là Trung Quốc muốn là thay đổi ngựa thôi. Có nghĩa là đã có những cái âm mưu đổi lãnh tụ ở Bắc Hàn rồi, cho nên nó mới xảy ra cái chuyện mà Kim Jong Un giết ông anh cùng cha khác mẹ với mình là Kim Jong Nam, giết ông cậu của mình, ông dượng của mình. Thì những cái chuyện mà giết trong nội bộ gia đình của Kim Jong-un nó chỉ xảy ra là bởi vì nó có một cái âm mưu nào đó để mà thay đổi cái nhân vật lãnh đạo, không muốn Kim Jong-un là cái người lãnh đạo nữa thôi. Chứ còn Trung Quốc luôn luôn muốn là Bắc Hàn, cái chế độ Bắc Hàn như hiện nay phải tồn tại mà nằm ở trong cái vùng ảnh hưởng của Trung Quốc. Cho nên mới tuần trước thôi, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Mỹ là cái chính sách mà gọi là bully của Mỹ, bắt nạt của Mỹ đó sẽ không làm thay đổi được cái chương trình nguyên tử và cái cách mà trị dân của Bắc Hàn. Thì cái đó là cái khép lại để mà chúng ta thấy rằng là Nga thì không có lên tiếng gọi là rõ ràng như Trung Quốc, nhưng mà mỗi một lần có một cái gì mà liên quan tới Bắc Hàn thì Nga luôn luôn đứng cùng phía với Trung Quốc và chống lại Mỹ. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, luật sư Duyên và Lê Ngọc thì vừa mới khép lại cái vấn đề giữa Bắc Hàn và Mỹ, và để mở ra một cái vấn đề khác mà chúng ta lại thấy là giữa Mỹ, hai siêu cường thưa quý vị, Mỹ và Trung Quốc tại Á Châu và đặc biệt là trong cái vấn đề Biển Đông. Thì trong nguyên cả hơn một năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đi, chúng ta cũng đều thấy cái chính sách ngoại giao của ông luôn có một cái sự thay đổi, rồi cũng có nhiều bất nhất mà xảy ra rất là nhanh chóng. Thì như vậy, cái đầu tiên đó thưa luật sư Duyên, cái vai trò lãnh đạo của nước Mỹ trên thế giới, nó sẽ có còn như xưa hay không, hay lại là mất dần đi cái vai trò lãnh đạo? Thực sự ra, với cái chính sách của Tổng thống Trump đó, tức là America First đó, đâm ra mình trở lại cái thời mà nước Mỹ gọi là thu trong cái vỏ ốc của nước Mỹ. Mà chỉ có khi mà
Nhật Bản nó tấn công Tân Châu Cảng thì nước Mỹ con rồng nó giật mình thức dậy, và nó lúc đó thì mới hiểu được rằng là khi chúng ta không thể nào mà chúng ta an nhiên, chúng ta giàu mạnh ở trong một cái thế giới hỗn loạn được. Cho nên cái câu của ông của tổng thống Roosevelt khi cái bài thông điệp cuối cùng của ông đó, ông nói là chúng ta đã học từ cái thống khổ của chiến tranh, là hễ mà cái power, cái sức mạnh mà chúng ta càng nhiều chừng nào thì cái responsibility, cái trách nhiệm của chúng ta càng lớn chừng đó. Đó là cái câu mà trong cái bài diễn văn của Roosevelt. Cho nên khi mà Tổng thống Trump lên và nói là America first, chúng ta thấy là dần dần và bên phía Á Châu thì cũng đã là người ta không còn dám tin vào Tổng thống nữa. Cho nên nó bắt đầu nó xoay trục về phía Trung Quốc. Rồi ở Âu Châu, người ta không có tin vào phía Mỹ nữa, cho nên người ta tin vào hai cái thế lực, hai cái power mạnh nhất bây giờ ở bên Âu Châu là Đức và Pháp chẳng hạn. Còn ở bên phía bên Trung Đông thì chúng ta đang thấy một cái sự hỗn loạn nó xảy ra qua cái lần mà Tổng thống đứng về phía Do Thái rõ rệt như vậy. Thì nghĩa là cái vai trò mà gọi là vai trò hòa giải của Mỹ ở Trung Đông không còn nữa. Cho nên cứ mỗi một lần mà cái quyền lực, nhất là cái quyền lực mềm đó, mà nó bị trống vắng thì những cái nơi thì những cái quyền lực khác họ sẽ nhào vào liền. Cho nên bây giờ trở lại Biển Đông đó, thì vì cái sự vắng mặt của Mỹ cho nên cái vai trò của Trung Quốc nó trám liền vào những cái chỗ trống đó. Ngay cả bây giờ đang xảy ra những cái căng thẳng cực độ ở bán đảo Triều Tiên mà mình cũng không có một cái ông đại sứ Mỹ ở tại Nam Hàn nữa, vì vậy chúng ta thấy rằng là cái nhìn của cái tòa Bạch Ốc bây giờ về thế giới nó lạ lắm. Ngay bây giờ mà chúng ta, nước Mỹ không có một ông đại sứ ở tại Nam Hàn, như là Lệ Ngọc mới vừa trình bày lúc nãy, chúng ta mới thấy là kinh hoàng lắm. Và nhất là những cái viên chức ngoại giao cấp cao để mà thể hiện cái quyền lực mềm của Mỹ ở Biển Đông đó thì hoàn toàn không có. Chẳng hạn là ông Thứ trưởng Ngoại giao mà chuyên đặc trách về vũ khí với an ninh thế giới cho vùng Đông Á thì cái chức vụ đó đang bỏ trống. Và cái ngân sách, đặc biệt là cái ngân sách ngoại giao trong thời Tổng thống Trump đã bị rút lại đến mức độ mà ngay cả 120 triệu đô la được cấp cho Bộ Ngoại giao để dùng cái tiền đó kháng cự tới cái cuộc tấn công của Nga cho tới bây giờ, xài zero đồng, không có xài đồng nào hết. Thì chúng ta cho nên để trở lại với Lê Ngọc đó, thì yes, về ngoại giao Mỹ đang mất dần vai trò lãnh đạo, nhất là ở cái Biển Đông, khi mà Trung Quốc họ đang càng ngày họ lấn chiếm, họ trám vào cái chỗ trống đó. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, tuy luật sư Duyên nói là cái vai trò của nước Mỹ có thể mất dần cái vai trò lãnh đạo mà ở ngay cả Trung Đông, rồi ở ngay những cái nước Á Châu, thì Lê Ngọc đang thấy nó có một cái diễn biến vừa mới xảy ra thôi. Và cái diễn biến này có thể nói là cái ảnh hưởng của nước Mỹ cũng vẫn còn rất là lớn, mặc dù là cũng đang có những cái trở ngại về vấn đề Biển Đông. Cái sự không dứt khoát của nước Mỹ cũng làm cho nước Úc, Việt Nam, Philippines cũng lo ngại. Nhưng mà thưa luật sư, mới đây thôi thì chúng ta cũng đã đưa ra những cái tin rất là sôi nổi là gọi là con tàu USS Carl Vinson của nước Mỹ đến Việt Nam và được một cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình, rất là mạnh mẽ của người dân Việt Nam và ngay cả của chính phủ Việt Nam ở thời điểm này đi. Thì được biết là sau cái chuyến thăm của con tàu USS Carl Vinson vừa mới rời nước Việt Nam trong ngày 9 tháng 3, thì một hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc cũng sẽ có cái khả năng cũng sẽ tới Việt Nam. Nhưng mà những cái tin được dò dẫm và đưa ra thì có lẽ là sẽ không được một cái sự ủng hộ, một cái sự đón tiếp nồng nhiệt như là hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson. Thì điều này có nói thật sự lên là nước Mỹ sẽ mất dần cái vai trò lãnh đạo ở ngay tại châu Á và đặc biệt là trong cái vấn đề Biển Đông, thưa luật sư Duy? Cái này ông đưa cái ví dụ về hai chiếc tàu
mà chiếc tàu của Trung Quốc mà nhân dân đã không có chào đón nó, thì Lệ Ngọc đang đứng về cái góc nhìn của nhân dân Việt Nam, cũng giống như là Tập Cận Bình hay là bất kỳ một cái viên chức nào của Trung Quốc mà qua Việt Nam đó, thì cái quan hệ quyền lực là giữa chính phủ với nhau vẫn là rất là mạnh, mà lòng dân thì dân không bao giờ cái lãnh đạo Trung Quốc mà giống như cái cung cấp mà họ bán những tổng thống là Mỹ. Dạ, Lệ Ngọc xin phép xin lỗi luật sư Duyên, như luật sư Duyên nói cái điện thoại nó nằm ở nhà thành thử nó không có được nghe rõ lắm ạ. Lệ Ngọc nghe rõ lại dạ, chưa? Dạ, bây giờ Lệ Ngọc nghe rất rõ lại. Cảm ơn luật sư Duyên. Rồi, thì về cái lòng dân đó, lòng dân khi mà tiếp một cái lãnh tụ của Trung Quốc thì lòng dân Việt Nam họ rất cái truyền thống ngàn năm của mình là mình biết là Trung Quốc có cái giả tâm, mình không có ưa. Còn khi mà một tổng thống Mỹ, mình cũng biết là Mỹ cũng không có tốt gì với Việt Nam đâu, nhưng mà cái nguy cơ mà Mỹ mà xâm chiếm Việt Nam mà đoạt đất đai của Việt Nam thì cái nguy cơ đó không có. Cho nên từ thời tổng thống Clinton, tổng thống Bush, tổng thống Obama cho tới tổng thống Trump, hễ tổng thống Mỹ tới là dân người ta đón thôi. Điều đó nó không nói lên quan hệ về nó không có nói lên cái quan hệ về mặt quyền lực giữa các cái chính quyền với nhau. Cho nên chiếc tàu Carl Vinson vào thì đó là một cái hiện tượng thực. Còn cái hiện tượng mà chiếc tàu Liêu Ninh của Trung Quốc vào đó cũng là một cái hiện tượng mà Việt Nam muốn giữ mặt mũi cho Trung Quốc, thành ra vào thế thôi. Chứ còn cái chiếc tàu vào thì cái hải quân của Việt Nam chắc chắn là cũng sẽ tiếp đón rất là trọng thể, nhưng mà người dân Việt Nam thì có thể là khinh miệt cũng có. Thì ra mình hiểu cái vấn đề đó. Cái hiện tượng so sánh giữa tàu Liêu Ninh với cái tàu Carl Vinson đó không có nói lên cái khoảng trống về quyền lực của Mỹ ở Á Châu. Mình hãy nghe những cái điều này. Chẳng hạn như bây giờ nước Úc là một cái nước mà một cái nước mà cái vai trò của họ ở Biển Đông rất là quan trọng, mà những cái tuyên bố gần đây của chính phủ Úc, lúc đầu thì họ rất là hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong những cái cuộc mà làm những cái chuyến tuần du trên Biển Đông. Thế mà sau khi Tổng thống Trump lên thì mới tuần vừa qua thôi, những cái lời tuyên bố đã bắt đầu nó rõ nét rồi. Một viên chức ngoại giao của Úc nói rằng là nếu mà chúng ta làm những cái cuộc tuần hành như vậy đó thì chúng ta sẽ làm mất lòng Trung Quốc. Mà mất lòng Trung Quốc đó thì nó thiệt hại tới cái vấn đề mậu dịch giữa của nước Úc, chứ nó không có hại gì của nước Mỹ đó. Vậy thì cái đường lối của chúng ta bây giờ, chúng ta sẽ không có làm những cái động thái mà nó vô ích nữa. Cho nên họ dè dặt, họ không có muốn là tham gia với Mỹ trong những cái cuộc tuần tra những cái cuộc tuần du ở Biển Đông nữa. Và ngay cả bây giờ Âu Châu là gồm có những nước như là Anh, Pháp, trước đây trong cái thời Tổng thống Obama đó thì họ gọi là lên tiếng rất là mạnh mẽ, bây giờ họ rất là im lặng. Đọc những cái tin gần đây cho thấy rằng là họ hoàn toàn họ im lặng về cái chuyện mà đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông. Và bây giờ người ta bắt đầu người ta chấp nhận rằng là yes, Trung Quốc nó có xây những cái đảo nhân tạo rồi nó đem súng, đem máy bay rồi ra đó, nhưng cũng chỉ là đem ra đó thôi chứ còn không có ảnh hưởng gì về những cái tàu hàng của họ đi qua vùng biển đó, thì họ bắt đầu họ im lặng. Đó là một cái nguy hiểm. Cái nguy hiểm cũng giống như là thấy một điều mà mình thấy là ô, bây giờ gọi là Trung Quốc nó làm cái đảo đó, nó không có ảnh hưởng gì tới tôi, vậy thì tôi Anh, Pháp hay Úc tôi không có cần phải lên tiếng. Tới một cái lúc nào nữa mà nó chặn luôn cái đường biển đó chẳng hạn như vậy, thì lúc đó Anh, Pháp, Úc mà có muốn lên tiếng thì cũng đã muộn rồi. Vậy thì cái muộn màng này nếu mà nó có xảy ra thì cái vai trò của nước Mỹ rất là lớn, là tại vì chúng ta không có một cái thái độ dứt khoát để chúng ta giữ đồng minh của chúng ta cùng với nhau để mà nói lên cái chính sách, cái quy chế ở Biển Đông. Nó khiến cho lần lần Trung Quốc cứ lấn, Mỹ cứ lùi, Trung Quốc cứ lấn, Mỹ cứ lùi đó, thì cái vai trò lãnh đạo của Trung Quốc tới một cái lúc nào mà nó khẳng định, thì lúc đó những cái nước như là Anh, Pháp, Đức, Úc và những cái nước nhỏ nhỏ, dĩ nhiên Việt Nam mình chả có cái lý do gì hết đó, nhưng mà những cái nước lớn đó
lần lần họ thấy cái vai trò Trung Quốc mà khống chế, họ sẽ làm những cái bài thơ hối tiếc giống như mà tôi với Lệ Ngọc vẫn chia sẻ với quý thính giả. Trở lại với Lệ Ngọc. Dạ vâng, cái hình ảnh mà nước Mỹ mất dần cái vai trò lãnh đạo đó, thưa luật sư Duyên, thì Lệ Ngọc lại thấy cũng rất là rõ ở Trung Đông, bằng cách là quá nhiều những người họ bài Mỹ ở Trung Đông và đặc biệt là Palestine. Luật sư Duyên thấy cũng có rất là nhiều cuộc biểu tình họ phản bác lại việc Tổng thống Donald Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Rồi bên cạnh đó, ở ngay tại Âu Châu thì nói đến nước Anh, chắc luật sư Duyên cũng nhớ là ngay cả có một cái sự việc mà cũng mang lại một cái sự khó khăn trong một cái tiệc mà có thể sẽ xảy ra sắp tới đây, cái đám cưới của hoàng tử Harry. Luật sư Duyên và Lệ Ngọc cũng đã nói đến là không biết là cặp vợ chồng mới cưới Harry này khi mà tổ chức đám cưới sẽ quyết định, vẫn quyết định để mời cựu Tổng thống Barack Obama hay là phải mời Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà trước mắt thì Tổng thống Donald Trump, ông đã lên tiếng, ông đã từ chối cái lời mời của nữ hoàng Elizabeth tới thăm nước Anh, vì ông cũng biết là sẽ có rất nhiều người dân Anh ra ngoài biểu tình chống lại Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà đặc biệt ở những cái nước Á Châu thì thưa luật sư Duyên, một cái sự kiện khi mà luật sư Duyên nói làm Lệ Ngọc lại nhớ lại một cái chương trình mới, đó là hiệp định mà trước đây chúng ta nghe tới là hiệp định TPP, bây giờ có một cái tên mới, đó là hiệp định CPTPP, sẽ có hiệu lực. Và đặc biệt là mới đây thôi, trong ngày 8 tháng 3 thì đã có một cái buổi lễ để mà ký hiệp định CPTPP này diễn ra ngay tại Chile với lại bộ trưởng của 11 nước thành viên. Vì hiện nay Mỹ đã rút khỏi rồi, thành thử chỉ còn có 11. Thì cái điều này có thật sự nói lên là cái Mỹ đã mất dần vai trò lãnh đạo, và đặc biệt là trong vấn đề global trading, thưa luật sư? Ngày xưa đó, trong những cái hiệp ước mà gọi là nó có liên quan tới một phần lớn của thế giới đó, mà không có Mỹ thì coi như là nó không có hình thành. Thì khi mà Tổng thống Trump mà vừa lên, Tổng thống Trump rút lại, không có chịu tham gia TPP, Mỹ không có tham gia cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương TPP nữa đó, thì chúng ta cũng đã nghe nói rằng là rồi chắc là cái TPP này nó sẽ không có hình thành nữa. Thế nhưng mà 11 nước bây giờ họ ký đến và họ không cần có sự có mặt Mỹ nữa, có nghĩa là vì lợi ích của chính họ, họ không có chờ Mỹ. Chúng ta thấy là cái vai trò của Nhật và Úc, nó về cái vai trò lãnh đạo của Nhật, Úc và Canada đó bắt đầu ngoi lên. Tương tự như vậy, cái hiệp ước mà về khí hậu toàn cầu, cái cả thế giới công nhận là cái khí hậu toàn cầu đã bị ảnh hưởng bởi vì những cái khí thải do máy móc xe hơi của con người tạo ra, và người ta thỏa thuận cái hiệp ước để mà làm sạch cái khí hậu toàn cầu. Thì chỉ có Tổng thống Trump nói là cái chuyện đó là hoax, là giả, Tổng thống rút ra. Thì khi Tổng thống rút ra, đương nhiên có những cái vai trò khác, trong đó có Trung Quốc, có Đức, có Anh, Pháp, họ cũng tiến lên. Bây giờ người ta không có chờ Mỹ nữa. Cái nói theo tiếng Việt Nam mình á, nếu mà có chợ thì mở cũng đông, mà không chợ thì mở, chợ cũng thì không mở thì chợ cũng không có ế hàng. Nó nói lên là cái nhìn của thế giới về nước Mỹ không có còn phải là một cái vai trò gọi là nhất thiết phải có trong những cái cộng đồng thế giới nữa. Nó cho thấy chúng ta đang cái hình ảnh đó, chúng ta đang bị thu giảm lại. Nhưng mà một cái điều mà cũng may đó là một chế độ tổng thống của Mỹ cũng kéo dài 4 năm hoặc cao lắm là 8 năm thôi. Thì tôi mong rằng sau cái đợt 4 năm hay 8 năm kỳ quái như thế này đó, thì nước Mỹ mình cũng sẽ lấy lại cái quyền lực mềm, và thế giới cũng lại trông thấy cái lá cờ mà có 50 ngôi sao, cũng lại là niềm tin, cũng lại là hy vọng, cũng lại là tự do. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, cái sự ước muốn của luật sư Duyên đã khép lại cái buổi nói chuyện ngày hôm nay về hai vấn đề rất là đặc biệt sôi nổi trong tuần này. Đó là vấn đề cuộc họp thượng đỉnh có thể xảy ra trong tháng 5 giữa Bắc Hàn và Mỹ, và vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc tại Á Châu, Biển Đông. Lê Ngọc cảm ơn luật sư Duyên, và anh em chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong những bản tin
vào những lần tới. Và đặc biệt thưa quý vị, những bản tin mà của NVR News gửi đến cho quý vị hàng ngày được sự bảo trợ chính của văn phòng luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, chuyên về trong những cái lĩnh vực về di trú, hình sự và tố tụng dân sự. Quý vị có thể gọi cho luật sư Nguyễn Hoàng Duyên ở số điện thoại 408-528-7668. Lê Ngọc xin kính chào luật sư Duyên và chúc luật sư Duyên ngày cuối tuần thật là hạnh phúc. Xin tạm biệt và hẹn vào chương trình lần tới.